có những cặp cha con đó không có nói chuyện với nhau được. Cha không có muốn nhìn mặt con và con cũng không muốn nhìn mặt cha. Mỗi khi nghĩ tới con là có sự bực tức. Mỗi khi nghĩ tới cha có sự bực tức. Có những cặp vợ chồng không có nói chuyện với nhau được, không có nhìn mặt nhau được. Mỗi khi nghĩ tới người kia thì mình không có hạnh phúc. Và mình đã làm ăn như thế nào để đi tới cái tình trạng này? Và nếu đi tới cái tình trạng này rồi thì có thể có một đường thoát hay không? Tại vì ngày xưa nó rất là đẹp. Ngày xưa cái mối tình rất là đẹp. Khi biết tin là người vợ mình có mang em bé thì trong lòng mình có cái rung động rất là kỳ diệu. Mình sắp được làm cha. Và khi người thiếu phụ được bác sĩ báo tin là mình có thai em bé thì nó có một cái sự rung động rất là kỳ diệu. Tuy là em bé chưa lớn và chưa sinh ra, nhưng mà mình đã có tình cảm, mình đã có tình thương rồi. Có em bé ở trong bụng mình cảm thấy đời nó đẹp hơn, nó tươi hơn. Có niềm vui rất là lớn và mình có thể nói chuyện với em bé mỗi ngày. Tình thương rất là mầu nhiệm. Khi mình ăn cái gì, mình cũng nghĩ rằng thức ăn này nó sẽ đi vào trong em bé. Khi mình uống cái gì, mình cũng nghĩ rằng cái mình uống sẽ đi vào trong em bé. Khi mình lo lắng cái gì, mình cũng nghĩ rằng cái lo lắng của mình sẽ đi vào trong em bé. Cho nên mình tìm cách đừng có lo lắng, đừng có sợ hãi, đừng có buồn phiền. Và người cha cũng vậy. Người cha biết rằng nếu mình làm cho người mẹ khổ đau, mình làm cho người vợ lo lắng, khổ đau, thì nó sẽ hại cho em bé. Cho nên người cha trở thành nhẹ nhàng hơn, nói năng dịu dàng hơn. Là tại vì cả hai người đều thương đứa con hết. Thì tình yêu, tình thương của đứa con ban đầu nó như vậy, nó rất là đẹp. Nhưng mà tại sao bây giờ mình không có nhìn được mặt con? Mỗi khi thấy mặt nó là nỗi cáu. Tại mình không có biết tu. Ngày xưa mình thấy người thiếu nữ đó, mình rất là cảm động. Đó là một nàng tiên, đẹp từ bên trong đẹp ra. Mình nói nếu mình cưới được người này thì mới có hạnh phúc được. Và thiếu mặt người này, đời sống không có đáng sống. Và mình nghĩ rằng không có người này thì mình thế nào sống được. Chỉ cần nhìn người đó là có hạnh phúc thôi. Chỉ cần nghe cái giọng người đó nói, dù là qua tiếng điện thoại, cũng có hạnh phúc rồi. Nhưng bây giờ tại sao mình không nhìn mặt nhau được? Mình không nói chuyện với nhau được. Tại sao truyền thông bị bế tắc? Và mình nghĩ tới chuyện ly dị.
mình nghĩ tới chuyện từ con. Tại sao sự truyền thông bị bế tắc? Đó là câu hỏi. Tại sao không nói chuyện với nhau được? Cho nên phải có một cái cách sống nào đó, một cách nói năng và suy tư nào đó để giúp cho mình tái lập được cái truyền thông và tìm lại được cái hạnh phúc ngày xưa và dựng lại cái tình thương ngày xưa. Trong những khóa tu mà mình tổ chức ở tại Âu Châu, Mỹ Châu, A Châu, Úc Châu, luôn luôn có những cái cặp vợ chồng và cha con hòa giải được với nhau sau 4-5 ngày thực tập. Đau khổ kéo dài trong nhiều năm, nhưng mà chỉ cần tu 5 ngày, 6 ngày là có khả năng tháo gỡ và hòa giải được. Mà phép là của sự hòa giải, phép là của sự chuyển hóa, nó luôn luôn nó xảy ra ở trong các khóa tu của mình. Mà phần lớn những người tới có khóa tu đó không phải là Phật tử. Họ là những tín đồ của Do Thái giáo, Cơ Đốc giáo, vân vân. Mình là con nhà Phật tử. Nhiều thế hệ đã theo Đạo Bụt. Nhưng tại sao mình không có biết phép thực tập? Mình chịu chết như vậy mà mình không có thoát ra được. Do đó cho nên mình phải tỉnh dậy. Mình phải nắm lấy cái giáo pháp để tu tập. Và mình biết chắc rằng nếu người không phải là Phật tử, sau 5 ngày tu tập mà có thể chuyển hóa và tái lập được truyền thông, thì tại sao mình là người Phật tử mình không làm được? Chắc chắn mình có thể làm được. Và mình có thể làm hay hơn. Tại mình đã từng tiếp nhận cái hạt giống của chánh pháp ở trong con người của mình rồi. Sở dĩ mình không nhìn mặt được người kia, sở dĩ mình không có nói chuyện được với người kia, là tại vì trong lòng mình nó có những cái gọi là nội kết. Nội kết là một danh từ Phật giáo. Những cái nút thắt. Tiếng Pháp là liner. Tiếng Anh gọi là knots. Tại khi người kia nói một cái điều gì đó, làm một điều gì đó, tạo ra một nỗi khổ niềm đau trong lòng mình, mình không biết cách tháo gỡ và nó trở thành một cái cục, giống như cục sạn ở trong thận, và nó còn đó hoài. Đó là một cái nội kết, một nội kết khổ đau. Mình không có khả năng tháo gỡ nội kết đó, và người kia cũng có khả năng giúp mình tháo gỡ nội kết đó, cho nên cái nội kết đó nó còn hoài. Cái khổ đau do câu nói hay là hành động của người kia tạo ra nó còn mãi. Và mà vài ngày hôm sau là có một nội kết mới, trong khi nội kết cũ chưa tháo gỡ được. Và cứ như vậy, sau nhiều tháng, nhiều năm thì mình có quá nhiều nội kết. Và vì vậy cho nên mình không có nhìn mặt người kia được. Mình sợ người kia sẽ nói, sẽ làm những cái gì, điều gì nó tưới tẩm những cái nội kết cũ và nó tạo ra những cái nội kết mới. Nội kết đó tiếng Anh gọi là internal formations, deformation interior, tiếng Pháp. Và trong chúng ta ít nhiều nó cũng có những cái nội kết, những nội kết do tự mình làm ra, do sự ngu si của mình. Người kia không có muốn làm mình khổ, mà mình tưởng rằng người kia muốn làm mình khổ. Và những nội kết do sự vụng về của người kia nó gây ra. Tiếng Phạn là Samyojana. Tiếng Việt là nội kết, là những cái khối nó được kết tụ lại trong tâm mình. Và mình có tháo gỡ được, mình có chuyển hóa được. Và tu tập mình có thể tháo gỡ và chuyển hóa được những cái nội kết đó.
Cái phương pháp làm mới của làng Mai là đừng để cho cái nội kết nó tiếp tục, nó được thành hình. Vì vậy cho nên mỗi tối thứ sáu là hai vợ chồng, hai cha con, cả gia đình phải ngồi xuống để làm mới. Làm mới tức một phương pháp tháo gỡ nội kết. Mình ngồi với nhau, im lặng nghe chuông. Mình thở để làm cho lắng dịu cái tâm mình, cái thân mình. Rồi mình cầm cái bông hoa. Ở giữa cái vòng tròn của gia đình nó chỉ có một cái bình hoa. Và trong bình hoa chỉ có một bông hoa đó thôi. Và cái bình hoa đó được đưa tới trước mặt mình. Mình cầm cái bông hoa lên và mình thở. Rồi mình nói. Dù hai người cũng vậy. Chỉ có hai người cũng vậy. Anh ơi, ngày hôm kia anh nói một câu làm cho em đau. Em muốn anh biết cái điều đó. Em đau lắm. Em không hiểu tại sao anh đã nói một câu như vậy. Nó có thể làm tan vỡ cái tình nghĩa. Và em đã cất giữ hai ngày rồi. Đó là một cái nội kết. Em đã cố gắng trong hai ngày này để tháo nó mà em tháo chưa được. Anh giúp em đi. Em giúp em tháo cái nội kết đó đi. Em nói cho anh nói cho em biết tại sao anh đã nói một câu như vậy. Anh đã làm một cái điều như vậy. Nếu anh không giúp thì ai giúp em bây giờ? Thì cầm bông hoa mình nói như vậy. Và nói bằng cái giọng không có trách móc. Cái dòng không có buộc tội. Nói một cái dòng khẩn thiết. Yêu cầu người kia giúp đỡ. Tại khi mình thương nhau, mình cần đến nhau. I need you. Rebuzan được toàn. Thì khi mà mình nói như vậy, thì người kia sẽ có cái cơ hội quán chiếu. Nhìn lại. Và nếu người kia thấy rằng mình có lỗi, thì xin lỗi. Nếu người kia thấy rằng đây là một chuyện hiểu lầm thì mình tìm cách cắt nghĩa. Thì như vậy mình tháo gỡ nội kết. Và đừng để cho nội kết đó nó ở lâu trong con người của mình. Đó là cái phương pháp mỗi tuần làm mới. Các thầy, các sư cô có thể đã trình bày cái phương pháp làm kết để giải tỏa nội kết rồi. Nhưng mà mình phải tiếp tục học thêm. Tại vì mình phải nắm cho vững cái pháp môn. Và mỗi tuần mình đều thực tập làm mới hết. Thì mình mới giữ được hạnh phúc. Và mình sẽ không có đi tới cái tình trạng không nhìn được mặt nhau. Không nói chuyện được với nhau. Truyền thông bế tắc. Giữa cha con cũng vậy. Nếu cha làm khổ con thì con cũng có thể dùng cái phương pháp ái ngữ để thưa với cha là những điều ba nói, những điều bố nói đã làm cho con đau. Và con đã cố gắng trong mấy ngày nay mà con không có tháo gỡ được. Có thể là con hiểu lầm ba. Ba không có muốn nói như vậy. Tại vì con hiểu lầm cái ý của ba, nhưng mà con nghĩ đi nghĩ lại thì con chưa thấy được cái điều đó. Là ba phải giúp con. Và con phải nói chuyện được với ba. Và ba phải nói chuyện được với con. Mình không có dùng cái áp lực, mình không có dùng cái quyền hành làm cha của mình để bắt đứa con phải tuyệt đối vâng theo lệnh của mình. Tại mình làm như vậy thì có thể đánh mất truyền thông. Và khi mà giữa cha và con không còn truyền thông nữa thì không có hạnh phúc. Cha cũng không có hạnh phúc và con cũng không có hạnh phúc. Con có thể nói tất cả những điều gì trong lòng của mình với cha với điều kiện là mình nói rất là lễ phép.
mình nói sự thật, mình nói những đau khổ của mình. Và cha phải có thì giờ, phải cho con một cơ hội để nó nói ra những cái nỗi khổ niềm đau của nó, để mình có thể giúp cho nó thấy được sự thật, giúp cho nó đừng có hiểu lầm. Hoặc giả mình có vùng về thì mình có thể xin lỗi nó. Tôi là thầy, nhưng mà nhiều khi tôi đã xin lỗi đệ tử. Người ta nghĩ rằng điện thoại và Internet là có thể giúp cho người ta truyền thông với nhau tốt. Hiện bây giờ người nào cũng có điện thoại hết. Ở bên Trung Quốc á, điện thoại nhiều lắm, nhiều hơn ở Âu Châu nữa. Và mình muốn gửi một cái thông điệp, mình gửi một cái thư, thì chỉ trong một phút sau, nửa phút sau là người bên kia nhận được. Phương tiện truyền thông rất là đầy đủ, rất là dồi dào. Trong khi đó, cha không nói chuyện được với con, vợ không nói chuyện được với chồng. Thì những cái phương tiện truyền thông đó được dùng vào việc gì? Những cái nhà sản xuất điện thoại với là phương tiện truyền thông thì họ nói rằng we bring people together. Chúng tôi giúp cho mọi người tới gần nhau. Không có đúng. Điện thoại 2-3 cái, bên này 2 cái điện thoại, bên này 2 cái điện thoại nữa, 2 túi 4 cái điện thoại, chưa chắc là mình đã truyền thông được với người kia. Quý vị nên biết là 40 năm vừa rồi, vừa qua, thầy không có dùng điện thoại. Thầy không có điện thoại, mà cũng không dùng điện thoại. Ấy vậy mà thầy không có bị cắt đứt truyền thông đối với các đệ tử hay là những người thân. Thầy chỉ viết thơ thôi. Mà có khi thơ nó tới cả tháng mới tới được người kia. Thành ra mình đừng có tưởng là mình có cái điện thoại trong túi là mình có thể truyền thông được. Không. Communication by telephone. Ở trong cái truyền thông Phật giáo có một phương tiện truyền thông rất hay, cảm thông, đó là thắp nhang. Thắp nhang, đốt trầm. Communication by incense. Đó là cái truyền thống của Phật giáo. Có câu chuyện này là câu chuyện thiệt đã xảy ra ở Hà Nội. Mà hôm nay tôi xin kể lại cho quý vị. Khi phép lạ, cái cặp đó, họ không có nhìn mặt nhau, họ làm khổ nhau. Rốt cuộc, họ truyền thông lại được với nhau, họ làm hòa với nhau và đem lại hạnh phúc. Mà phương pháp truyền thông của họ không phải là điện thoại, tại vì thời đó chưa có điện thoại. Đó là đời Lê Thánh Tông. Một cái chuyện Việt Nam, xảy ra Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, Thăng Long. Và cái chuyện này được nữ sĩ Đoàn Thị Điểm viết lại trong một cái tác phẩm gọi là Truyền Kỳ Tân Phả. Bà Đoàn Thị Điểm sinh năm 1705, tức là đầu thế kỷ thứ 18. Và từ năm 1748, bà có một người anh tên là Đoàn Doãn Luân. Hai anh em rất là giỏi về văn chương. Anh Luân lớn hơn em gái 5 tuổi. Và cha của họ cũng rất là giỏi về văn chương. Thành ra Đoàn Thị Điểm tuy là con gái nhưng mà được học và làm thơ rất là hay. Đoàn Thị Điểm là một nữ sĩ tên là Hồng Hà nữ sĩ. Hồng Hà tức là sông Hồng. Và thường làm thơ đối họa với là cha, với là anh. Có vừa đó Điểm đang làm đẹp, đang ngồi trước một tấm kiếng và vẽ lông mày.
Đây là thế kỷ thứ 18 đó nha. Vẽ lông mi, trang điểm. Thì anh Luân đi ngang qua, anh Luân ngừng lại, thấy cái cảnh đó rất là đẹp, em gái đang trang điểm. Anh mới ra một câu đối, anh ra rằng là đối kính hòa mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm. Đối kính hòa mi là ngồi trước tấm gương mà vẽ lông mày. Đối kính hòa mi, nhất điểm phiên thành lưỡng điểm là một em điểm trở thành hai em điểm. Tại vì trong kiến cũng có một em điểm, ở ngoài này cũng có một em điểm. Rất là hay. Em đối đi. Anh Doãn nói như vậy. Anh Luân nói như vậy. Đoàn Doãn Luân nói như vậy. Thì có điểm nói em mắc trang điểm, lát nữa ra ngoài đó chơi thì em sẽ đối. Và sau khi trang điểm rồi thì anh em đi ra ngoài hồ. Thì lúc đó trăng đã lên và đã chiếu xuống dưới mặt hồ. Thì cô ta mới đối lại: lâm trì ngoạn nguyệt, nhất luân chuyển tác song luân. Lâm trì ngoạn nguyệt tức là tới hồ để ngắm mặt trăng, ra tới hồ để ngắm mặt trăng. Thì một vầng trăng nó trở thành hai vầng trăng. Có một vầng trăng ở trên trời và có một vầng trăng dưới hồ. Mà vầng á, chữ Hán là luân. Một anh luân trở thành hai anh luân. Lâm trì ngoạn nguyệt, nhất luân, chích luân, chuyển tác song luân. Chích là một á, là ra ngoài hồ ngắm trăng. Thì một vầng trở thành hai vầng, một anh luân mà mình thấy có hai anh luân. Rất là hay. Trong truyền kỳ Tân Phả thì Đoàn Thị Điểm có viết chuyện của một anh chàng tên là Tú Uyên, sống vào đời vua Lê Thánh Tông, đời Hậu Lê, tức là cách đó tới mấy thế kỷ. Thì Luân là chàng sinh viên, Tú Uyên là chàng sinh viên đẹp trai, thông minh, nhưng mà có một vài cái tật xấu. Không có biết lắng nghe, không có biết nói những lời ái ngữ, lại ưa rượu, uống rượu. Tú Uyên học trường đại học, hồi đó chưa gọi là trường đại học, hồi đó đại học gọi là trường đại tập, trường đại tập, học để đi thi. Tú Uyên không phải là một người con trai có hạnh phúc, tại vì có những khó khăn với bố, với mẹ, không có biết lắng nghe, không biết ai ngữ. Và tánh rất là nóng, vì vậy cho nên trong lòng có rất là nhiều nội kết và gây ra những nội kết cho bố mẹ, thành ra không có hạnh phúc trong gia đình. Và đến khi đi vào trường học á, thì cũng thói nào tật đó, vì vậy cho nên chơi với ai cũng chơi được lâu, vài ba tuần là la mắng người ta, chửi người ta, rốt cuộc không có người bạn, thành ra sống rất là cô đơn. Ban đầu thì cũng có những người bạn rất là dễ thương, những cô thiếu nữ rất là xinh đẹp. Nhưng mà chơi một hồi, mấy người kia ngán bỏ đi hết, tại vì cái tánh nó như vậy. Không có chịu lắng nghe, không có biết nói những lời ái ngữ. Nỗi nóng lên thì nói và làm những điều mất tình, mất nghĩa. Cho nên chàng rất là cô đơn. Không có bạn. Cái bữa đó anh đi chùa, chùa Ngọc Hà. Chùa Ngọc Hà tức là chùa Bà Ngô hiện bây giờ ở Hà Nội. Đi chùa không phải là để nghe pháp thoại, không phải là để tụng giới,
không phải là để thực tập thiền hành thiền tọa. Anh đâu có thích làm mấy chuyện đó. Đi chùa là chỉ hy vọng gặp một vài cô gái để kết làm bạn mà thôi, chứ không phải là để mong tu. Thì cái bữa đó anh tới chùa, tới cổng tam quan, thì thấy có một đoàn hành hương ở trong chùa đi ra, và trong số đó có một cô rất là xinh, cô rất là đẹp. Anh ta choáng váng, anh đã từng thấy những cô gái đẹp nhiều lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy có một cái cô đẹp như vậy. Choáng váng. Và vì vậy cho nên đi vào trong sân chùa rồi, anh quyết định quay trở lại để đi theo cô đó. Nhưng mà rủi cho anh ta, những người kia, những người đi hành hương tiếp tục đi vào, thành ra anh đi ra, anh phải chờ những người kia đi vào rồi anh mới đi ra được. Thì đi ra thì trễ rồi, thì người thiếu nữ kia biến mất rồi, đi mất rồi. Và từ đó về sau, cái hình ảnh của cô gái kia nó cứ lảng vảng trong đầu, không có thể nào quên được. Đêm nằm mơ thấy cái hình bóng đó, và không ăn được, không ngủ được. Cái lòng cứ tơ tưởng tới cái nét mặt của cô gái kia. Anh ta đi tới đền Bạch Mã để xin xăm, bói một quẻ, coi rằng là mình có duyên gì với cô gái đó hay không, làm thế nào để gặp lại. Thì đêm về nằm mơ thấy một ông cụ, ông nói sáng mai, sáng sớm đi ra ngoài cầu Đông đi thì sẽ có cơ hội. Cầu Đông tức là phố hàng đường bây giờ ở Hà Nội á. Thì anh chàng ngủ không được nữa, cứ thức đờ sáng, 6 giờ sáng trời chưa rõ đã đi ra ngoài đó rồi. Đi ra ngoài đó rồi thì có một cái tiệm bán giấy, bán bút, bán tranh nhưng mà chưa mở. Và đứng đợi, và đến khi mà anh ta nghĩ rằng mình sẽ được gặp cái người đó ở trong cái quán sách. Khi mà cái tiệm sách đó mở cửa thì anh ta đi vào. Trong lòng cũng có ý muốn mua một ít bút và một ít mực và một ít giấy. Nếu đi vào thì nhìn lên thấy có một bức tranh, mà người trong bức tranh giống hệt như là cái cô gái mà mình đã gặp ngày hôm kia. Và vì vậy cho nên anh bỏ hết tất cả tiền có trong túi để mua cái tấm tranh đó thôi. Không cần mua sách, mua vở, mua bút, mua mực gì nữa hết, đem về. Và anh chàng đem về treo lên ở trên tường để ngắm cho đỡ nhớ. Đi học về, anh ta làm một tô mì, mì gói. Anh ta làm biếng lắm, anh ta chỉ biết ăn mì gói thôi, mì ăn liền á. Và anh nhớ cô gái đó, thành ra bữa đó anh làm 2 tô và 2 đôi đũa, một tô cho anh và một tô để mời cô kia. Cô đơn lắm, có những chàng trai rất là cô đơn, có những cô gái rất là cô đơn. Đôi khi mình ngồi mình nói chuyện với mình, nói chuyện với cái bóng của mình, rất là cô đơn. Tội nghiệp, xã hội đông đảo như vậy đó, bao nhiêu người trẻ nhưng mà mình hết sức là cô đơn.
Mà mình đâu phải là không có đẹp trai. Mình rất là đẹp trai, mình vẫn cô đơn như thường. Tại vì cái tánh của mình nó xấu, không có biết lắng nghe, không biết nói ái ngữ, có nhiều đam mê, có nhiều bạo động trong người, có nhiều tật xấu. Có những người trong xã hội nó họ nói chuyện với con người không được, thành họ mua một con mèo hay là con chó để nuôi, rồi để cưng con mèo con chó đó, và mua những cái hộp thức ăn rất là đắt tiền cho con mèo của mình, rồi trút tình thương của mình vào con mèo đó hay con chó đó hay là con chim đó, và nói chuyện với những cái con thú đó. Thương một con mèo dễ hơn thương con người. Đôi khi mình nói tầm bậy tầm bạ, con mèo nó không có giận. Tội nghiệp như vậy, nó có những người rất là cô đơn. Thì có bữa đó anh ta buồn quá, anh ta nuốt mì không có vô. Anh ta mới nhìn lên, chăm chăm nó cô gái. Thì tự nhiên thấy cô gái nháy mắt một cái. Anh ta lạ quá, người trong tranh mà sao nháy mắt được. Anh ta dụi mắt, anh ta nhìn lại thì thấy không có nháy gì hết. Một lát nhìn lên thì thấy cô ta mỉm cười dễ vậy đó. Khi người ta cô đơn, người ta tưởng tượng ra được ra như vậy. Nhưng mà sự thực thì anh rất là ngạc nhiên. Anh thấy cả thân hình cô động đậy, rồi cô bước từ trong bức tranh xuống thành một con người bằng xương bằng thịt rõ ràng. Và quý vị có biết sau khi bước xuống cô nói cái gì với anh không? Cái câu đầu tiên mà cô nói với anh chàng sinh viên là câu gì không? Cô nói rằng mì như vậy mà anh ăn được thì tôi cũng phục anh thiệt. Tô mì như vậy mà anh ăn được thì tôi cũng phục anh thiệt. Đợi chút, mà cô biến mất. 2 phút sau cô xuất hiện với một cái giỏ rau rất là xanh, rất là thơm, có ngò, có hành hoa, có đủ thứ hết. Rồi cô lo hay chút xíu, có 2 tô mì rất là thơm, rất là ngon. Cô đúng là một cái nàng tiên xuất hiện trong cuộc đời của anh. Anh ta hạnh phúc quá chừng. Rồi tôi ngưng kể chuyện này một chút để nhắc quý vị rằng trong đời của quý vị đó, cái nàng tiên quý vị có thể đã hiện ra rồi đó. Chắc đã có hiện rồi. Nàng tiên đó có thể là mẹ của mình, hay là bố của mình, hay là bạn của mình. Chuyện này không phải là chuyện tưởng tượng, chuyện có thiệt. Mỗi người trong chúng ta đều có 1 nàng tiên, hoặc là 2 nàng tiên, hoặc là 3 nàng tiên, hoặc là 1 ông tiên, 2 ông tiên, hoặc là 3 ông tiên đã hiện ra rồi. Rất là dễ thương. Có cái người đó, cái không khí trong nhà nó khác hẳn. Anh chàng rất là hạnh phúc, có phước quá đấy, cho nên có một nàng tiên hiện ra trong cuộc đời của mình. Nhưng mà mình biết cái gì nó xảy ra rồi trong câu chuyện. Cái tánh nào, cái tật đó, chỉ sống được có mấy ngày có hạnh phúc rồi anh ta trở lại cái tánh cũ. Anh ta nói những câu rất là nặng nề, anh ta có những cử chỉ rất là không có dễ thương. Anh ta đi về trễ, anh ta uống rượu say, anh ta về anh chửi mắng, anh đánh đập. Và cô đó, cô tiên đó tên là Giáng Kiều. Một người đẹp từ trên trời đi xuống.
Mà Giáng Kiều khuyên anh nên tu tập, nên đi chùa, nên giữ giới, nên tụng giới. Thì ban đầu anh ta cũng nghe theo, anh ta cũng đi chùa, cũng nghe pháp thoại. Có cái bữa đó thì hai người vào ngồi nghe pháp thoại. Trong khi tất cả mọi người chăm chú nghe thầy giảng thì anh ta không có nghe. Cái bài pháp thoại nó không đi vô trong người của anh ta. Hồi đó là chưa có điện thoại. Người ta chỉ có thể viết thơ, mà viết thơ viết bằng chữ Hán chứ chưa có tiếng Việt nữa. Thì cái phương pháp duy nhất để truyền thông là viết cái thơ thôi. Hoặc là nhắn một người đi tới để nói lại một cái thông điệp. Thì trong cái nghi lễ của Phật giáo và trong cái truyền thống của dân tộc mình, mình muốn truyền thông thì mình phải thắp hương lên. Mình muốn có sự cảm thông giữa mình với tổ tiên. Ở Việt Nam, mỗi nhà đều có một bàn thờ tổ tiên cả. Và mỗi ngày mình phải thắp một cái hương. Mình cắm ra trên bàn thờ tổ tiên để mình giữ cái sự truyền thông giữa mình với tổ tiên. Người nào cũng có gốc rễ hết. Cây có cội, nước có nguồn, và người thì có tổ tiên. Vì vậy cho nên cái văn hóa của mình là phải có một bàn thờ tổ tiên trong gia đình. Và người mà không có truyền thông được với tổ tiên là một người mất gốc. Vì vậy cho nên cái bàn thờ tổ tiên là một cái sự thực tập của người Việt. Mỗi ngày phải thắp một cây hương đứng trước tổ tiên, im lặng, và mình liên hệ được, mình tiếp xúc với được tổ tiên trong cái giây phút im lặng đó. Mỗi ngày phải lấy một cái khăn để lau cái bàn cho bụi đừng có, lau cái bàn thờ cho bụi đừng có dính vào đó. Mỗi ngày phải thắp một cây nhang rồi đứng yên một phút. Đó là cái truyền thống của Việt Nam. Bên ngoài ngó vào giống như là mê tín vậy đó, mê tín dị đoan. Nhưng mà đó là một hành động rất là văn minh. Tại vì sự thật là khi mà mình bị phóng thể, alienated, thì mình có hạnh phúc được. Vì vậy cho nên mình phải có gốc rễ nơi tổ tiên, mình phải biết tổ tiên mình là ai. Và như vậy mới có cái sự truyền thông, rồi mới có cái sự lưu thông ở trong con người của mình. Còn nếu mình không biết tổ tiên của mình là ai, mình có sự truyền thông với tổ tiên của mình, thì là một con người bị cô lập hóa trong xã hội. Và mình có thể tiếp xúc được với con của mình, với cháu của mình và với bạn bè của mình. Và theo cái truyền thống Việt Nam, tuy là không có nói ra sách vở, nhưng mà mỗi nhà đều phải có một cái bàn thờ. Bàn thờ tổ tiên đó là văn minh chứ không phải là mê tín đâu. Mỗi ngày chỉ cần 1 phút, 2 phút để lau cái bàn thờ đó. Trong khi lau cái bàn thờ đó để cho khỏi bụi, thì cái tâm mình nó hướng về tổ tiên. Và khi mà thắp một cái nhang thì mình có nghĩ tới cái chuyện công việc, công ăn, việc làm. Trong khi thắp cái nhang chỉ nghĩ tới tổ tiên thôi. Và trong khi đứng một nửa phút ở trước bàn thờ tổ tiên im lặng, thì mình có sự tiếp xúc với tổ tiên. Cái này là một cái hành động rất là thông minh, rất là văn minh. Sự thờ cúng tổ tiên nó có ý nghĩa như vậy. Các cháu cần phải học. Chỉ cần như vậy thôi là mình không có bị cắt đứt. Mình có gốc rễ với tổ tiên rất là quan trọng. Cha mình cũng là tổ tiên. Nhờ cha mà mình tiếp xúc được với quá khứ tổ tiên của mình. Còn con mình cũng là sự nối tiếp của mình. Nhờ con mình mà mình đi được về tương lai. Nhờ cha mình mà mình đi được về quá khứ. Nhờ mẹ mình đi được về quá khứ. Và nhờ con mình đi được về tương lai. Hay lắm. Cha và con cộng tác
thì có cả tương lai, có cả quá khứ. Ta vẫn có ngày mai, ta vẫn còn quá khứ. Cho nên hôm nay ta sống hạnh phúc được, rất là quan trọng. Nếu quá khứ bị cắt đứt, tương lai bị cắt đứt, thì không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên cha giận con là một cái thảm họa trong gia đình. Cha với con truyền thông với nhau thì cả hai cha con đều có cả quá khứ và tương lai. Phải thấy như vậy. Đây là vấn đề văn minh, chứ không phải là vấn đề tôn giáo tín ngưỡng. Cho nên phải gấp rút tái lập lại truyền thông giữa hai cha con thì mới có tương lai được, mới có quá khứ được. Cho nên cái bàn thờ tổ tiên của mình, dù mình đi ra ngoại quốc thì mình phải giữ cái truyền thống đó. Dù cái nhà mình còn nhỏ, con nhỏ, dù mình là sinh viên, chỉ có một cái phòng rất là nhỏ, mình cũng phải có một cái góc nào đó để thờ tổ tiên, để thắp một cái hương. Ở trong chùa cũng vậy, cũng thắp hương, cũng đốt trầm. Và riêng trong chùa thì người ta không phải là chỉ đốt cái nhang trầm mà thôi. Trong truyền thống Phật giáo nó có 5 thứ nhang, 5 thứ hương. Mà nếu đốt được 5 cái hương đó thì nó có công hiệu gấp ngàn lần là chỉ đốt hương trầm thôi. Ở ngoài đời chỉ có hương chiên đàn, hương trầm. Ở trong chùa phải có 5 thứ hương gọi là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Tức là cái hương này mình đốt bằng cái sự trì giới của mình, gọi là giới hương. Mình giữ 5 giới, mình không nói dối, mình không la mắng, mình dùng lời ái ngữ, đó là giới thứ tư. Mình không có uống rượu, mình không có sử dụng chất ma túy, mình không có tiêu thụ những tác phẩm có độc tố, cái đó là giới thứ năm. Mình không có tà dâm, mình có ăn nằm với những người không phải là vợ hay chồng của mình. Và mình biết bảo hộ sinh mạng, bảo hộ môi trường, đó là giới thứ thứ nhất là bất sát. Thì khi mà mình sống như vậy là mình đang cúng dường một cái thứ hương gọi là hương giới. Một cái hương này nó quý hơn là hương trầm. Vậy vậy cho nên khi mà đứng trước Đức Thế Tôn thì mình chắp tay mình nói rằng con nay xin dâng hương lên Đức Thế Tôn, và hương của con dâng lên là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến. Thì cái hương đó là super incense. Mà mình là Phật tử, mình phải biết thắp cái hương đó, chứ không phải là chỉ thắp cái hương mua ở ngoài chợ. Thì hôm đó là thầy giảng cái đó, thầy ở chùa Ngọc Hồ giảng về cái bài giảng ngũ phần hương, là 5 thứ hương. Nhưng mà anh chàng Tú Yến đâu chịu nghe, anh thấy boring, anh nghe anh chán, chỉ có Giang Kiều ngồi nghe pháp thoại, mà anh chàng cứ nghĩ cái chuyện gì đâu, nghĩ chuyện chiều này mình uống rượu gì này, mình đi chơi với ai, vậy thôi. Vậy vậy cho nên nó cũng vô, nó vô độ chừng 1-2% thôi. Thì chứng nào tật đó, cứ đi chơi về khuya, uống rượu say, về nói hơi toàn nồng nặc mùi rượu, thì Giáng Kiều khuyên thì đã không có nghe là theo, rồi còn la mắng đánh đập Giáng Kiều nữa. Cho nên bữa sáng đó thức dậy lúc gần 12 giờ trưa thì thấy một cái mảnh giấy của Giáng Kiều để lại. Thôi anh ở lại một mình, sống với anh khó quá, thôi em đi. Và Giáng Kiều bỏ đi. Nhớ lại đi, cái giờ đầu tiên, cái phút đầu tiên mà thấy Giáng Kiều nháy mắt một cái, rồi mỉm cười một cái mà bước ra, hạnh phúc biết bao nhiêu mà kể. Cái mối tình lúc ban đầu nó quá đẹp, và làm ăn sao cho đến nỗi bây giờ Giáng Kiều bỏ đi.
Trước khi kể tiếp thì tôi xin hỏi quý vị, dáng kiều quý vị đang còn đó hay là đã bỏ đi rồi, hay là sắp sửa bỏ đi? Quý vị làm ăn sao mà bây giờ dáng kiều đã có ý muốn bỏ đi rồi, đã nghĩ tới chuyện ly dị rồi? Cha muốn từ con không có nhìn được mặt cha, vợ sắp bỏ chồng, chồng sắp bỏ vợ. Đây là một câu hỏi. Mình làm ăn như thế nào? Mình đã nói những cái gì? Mình đã làm những cái gì? Mình đã gây nợ chết kết cho người đó như thế nào? Rồi người đó phản ứng như thế nào? Gây nợ kết cho mình như thế nào? Mình là con nhà Phật tử, mình có biết tu tập để chuyển hóa, tháo gỡ nội kết hay không? Thì khi mà Tú Uyên đọc cái thông điệp đó rồi, thôi em đi thôi, không thể nào sống được với anh nữa, chịu thôi. Impossible to live with you. Thì cái nỗi đau, cái niềm tuyệt vọng nó trào lên. Và Tú Uyên nói thôi bây giờ sống làm gì nữa, chết cho rồi. Và có ý muốn đi tự tử. Ở trong xã hội bây giờ đây, cái số thanh niên thiếu nữ đi tự tử đông lắm. Ở Hồng Kông nhảy từ cao ốc 40 tầng xuống để chết nhiều lắm. Ở bên Pháp mỗi ngày có khoảng 30 thanh niên tự tử. Bên Anh nhiều hơn, Nhật Bản cũng rất là nhiều, ở Việt Nam cũng rất là nhiều. Là tại vì sao? Tại mình lâm vào cái tình trạng tuyệt vọng. Đôi khi mới mười mấy tuổi đã tự tử rồi. Cho nên Tú Uyên không phải là cái chuyện ngày xưa. Tú Uyên là cái chuyện ngày hôm nay đang xảy ra và rất gần. Thì trong khi đi kiếm một cái sợi dây thòng lọng để treo cổ, thì tự nhiên anh ta nhớ lại một cái kỷ niệm là hai đứa tới chùa Ngọc Hồ và nghe giảng. Sau khi nghe giảng xong thì hai đứa đi ra. Thì Giang Kiều hỏi, anh có thích bài pháp thoại không? Anh chàng nói, thích, kỳ thực anh ta đâu có nghe. Thầy nói là mình muốn truyền thông với nhau là mình phải thắp nhang. Mình phải thắp nhang. Mai mốt, ví dụ em bỏ anh đi chỗ khác mà anh muốn em trở về thì anh phải thắp nhang. Thì anh chàng nhớ lại được câu đó, là nói chơi đó. Bởi vì vậy cho nên khi mà nhớ câu đó, anh liền cái thòng lọng đi. Anh chạy u ra ngoài chợ, anh mua một bó nhang. Đó là chàng Tú Uyên của mình. Và anh ta nóng nảy lắm. Thay vì thắp một cái nhang giống như mấy thầy ở đây thắp, anh ta thắp cả bụng nhang. Khói nó lên tùm lum. Và anh ta ngồi chờ 15 phút không thấy Giang Kiều hiện ra, trở về. Nửa giờ cũng vậy, giờ rưỡi cũng vậy, 2 giờ cũng vậy, cứ ngồi đó mà chờ. Thì tự nhiên ngồi yên như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta ngồi yên. Ngồi yên tức là ngồi thiền đó. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta chịu ngồi yên. Tại vì đã nghĩ tới cái chuyện chết rồi. Thì trong cái ngồi yên nó lắng xuống, thì anh ta mới bắt đầu thấy được những cái điều ngày xưa anh ta không có thấy. Anh ta đối xử với ba mẹ như thế nào, làm cho ba mẹ đau khổ như thế nào. Anh ta đã nói năng, anh ta đã nóng nảy như thế nào. Anh ta đối xử với bạn bè như thế nào, tệ hạ, tệ bạc với bạn bè như thế nào. Tất cả cái cuốn phim quá khứ nó trở về hết, anh ta nhìn thấy. Ôn lại hết,
thấy là hết. Phản quán, phản quang, cái đó là ngồi thiền. Mình bận rộn quá, mình không biết nhìn lại cái cách mình sống như thế nào trong quá khứ. Và anh thấy rõ ràng cái mối tình của mình đối với Giang Kiều nó quá đẹp. Ở trong đời mình mà có một người như Giang Kiều xuất hiện, nó rất là hiếm. Vậy mà mình đã ăn ở như thế nào? Mình đã đánh đập, mình đã chửi mắng để cho Giang Kiều phải bỏ đi. Hối hận quá đi. Và lần đầu tiên, hai giọt nước mắt nó chảy xuống. Lần đầu tiên biết hối hận. Và nghĩ rằng nếu mà Giang Kiều trở lại, nếu mà phước đức ông bà còn mà Giang Kiều trở lại, thì nhất định là mình quyết sẽ sống một cách khác. Mình sẽ giữ giới, từ rày trở về sau, mình sẽ không có uống rượu nữa. Mình không có sẽ say sưa nữa, mình không có đi chơi tối nữa. Mỗi khi mình nói cái điều gì, mình phải thở cho nó nhẹ rồi mình mới nói. Không có nói những điều làm cho người kia đau lòng nữa. Thì lòng dặn lòng như vậy. Và tự nhiên, trong vòng nửa giờ đồng hồ, cái tâm nó lắng xuống, cái tâm nó thanh tịnh trở lại. Và trong người thấy mát mẻ, thấy khỏe khoắn, tìm thấy con đường đi. Đó là cái hiệu lực của sự ngồi thiền. Ngồi thiền để nhìn lại, để thấy con đường của mình đi, để tái lập lại được cái để cái sự bình an trong lòng người. Thì lúc đó nghe tiếng gõ cửa. Giang Kiều xuất hiện trở lại. Đó là nhờ đốt hương, không phải là hương mua ở ngoài chợ, mà hương giới, hương định và hương tuệ. Tuệ tức là trí tuệ, thấy được những lỗi lầm của mình, thấy được con đường mà mình phải đi. Vì vậy cho nên chúng ta là con nhà Phật tử, chúng ta đừng có đốt, chỉ đốt nhang trầm mua ngoài chợ. Chúng ta phải đốt hương giới, hương định và hương tuệ. Chúng ta phải biết sử dụng năm giới, thực tập theo năm giới. Và mỗi hai tuần lễ phải tụng giới với nhau. Ở trên mạng Lần Mai có một nghi thức tụng giới bằng tiếng Việt. Nếu quý vị muốn tụng giới, quý vị lên mạng mở ra và cả gia đình mặc áo tràng cùng tụng giới với đại chúng Lần Mai. Bất cứ lúc nào muốn tụng giới là có thể tụng được. Trong nghi thức đó, Sư Lần Mai làm chủ lễ, thầy pháp niệm dân hương. Và có 5 vị xuất sĩ tuyên giới. Giới thứ nhất là bảo vệ sự sống. Giới thứ hai là hạnh phúc đức đích thực. Giới thứ ba là tình yêu đích thực. Giới thứ tư là ái ngữ lắng nghe để tái lập truyền thông. Và giới thứ năm là tiêu thụ trong chánh niệm, không sử dụng ma túy và rượu trà. Mà nếu mà mình thực tập theo đúng năm giới như vậy, thì luôn luôn mình cúng dường, mình đốt lên cái hương gọi là ngũ phần hương. Và đời sống của mình sẽ thay đổi, và Giang Kiều của mình sẽ không bao giờ bỏ mình và đi hết. Cho nên chiều hôm nay, mình phải ngồi lại. Rồi sau đôi chừng nửa giờ ngồi quán chiếu, thì mình phải tới với Giang Kiều của mình. Giang Kiều này có thể là bố mình, có thể là mẹ mình, có thể là anh, chị, em mình, có thể là người bạn hôn phối của mình. Và mình phải biết nói lời ai ngờ. Mình phải nói, này em, trong những ngày tháng vừa qua, anh đã có những cái vụng về. Anh đã nói, anh đã làm những điều tạo cho em những cái nỗi khổ, niềm đau, những nỗi kết. Tại vì anh không có thực tập chánh niệm, anh tạo ra những nỗi kết như vậy. Anh rất là muốn em giúp anh để tháo gỡ những nỗi kết đó. Anh hứa từ nay về sau, anh sẽ không có làm như vậy nữa.
Và nếu khi mà anh nói một cái gì, làm một cái gì mà làm cho em đau, thì xin em nhắc cho anh để anh có thể thay đổi. Em phải giúp anh. Nói như vậy tức là sử dụng ai ngữ. Và người chồng cũng có thể nói với người vợ như vậy. Người cha phải nói với người con như vậy. Và theo thầy, người cha phải bắt đầu. Tại vì người cha lâu nay sử dụng, người cha, người mẹ lâu nay ưa sử dụng cái quyền hành làm cha. Thành thử để cho đứa con nó bắt đầu thì cũng hơi khó cho nó. Cho nên người cha, người mẹ nên bắt đầu. Con ơi, trong những năm tháng vừa qua, ba có hơi nặng nề với con. Ba chưa thấy được những nỗi khổ, niềm đau, khó khăn của con. Cho nên ba hay ép buộc con. Hay áp đặt những cái điều ba muốn trên con. Ba đâu có muốn làm cho con khổ. Ba đã tạo ra những nội kết trong lòng con. Con là tương lai của ba. Chính con sẽ mang ba đi về tương lai. Ấy vậy mà ba đã tạo ra những nội kết trong lòng con. Bây giờ ba rất là hối hận. Con giúp ba. Hai cha con mình sẽ tìm cách tháo gỡ những nội kết trong con và trong ba. Mình có pháp môn. Mình là con nhà Phật tử. Mình nói, nếu mà cha nói được với con như vậy, thì con sẽ mở lòng ra và hai cha con sẽ cộng tác, sẽ tu chung, sẽ tụng giới chung. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn quý vị phải có một thời giờ nào đó, mình ra ngồi ngoài gốc cây một mình nửa giờ, mình nghĩ lại. Mình đừng có đánh mất dáng kiều của mình. Dáng kiều ngày xưa rất là đẹp, cho mình rất là nhiều hạnh phúc. Mình có thể khôi phục lại được dáng kiều. Trước hết mình phải thay đổi mình. Thì sau khi mình thay đổi được mình, thì mình sẽ giúp cho dáng kiều của mình trở thành tươi mát, đẹp đẽ như ngày xưa. Không có cái gì mất hết. Chúc quý vị thành công trong cái sự tu học, công trình tu học của mình. Giờ chúng ta có đôi chừng 15 phút để hỏi, để đặt những câu hỏi. Có cái microphone. Con và con trai và con thì không có vấn đề gì nhiều. Tại con lo từ nhỏ lớn như người mẹ này. Nhưng mà vừa con, trong thời gian vừa qua nó nhiều xích mích lắm mà nó khó vậy là. Mà thì con nghĩ là con làm đúng, con làm sai. Câu hỏi ngắn gọn thôi là đôi khi trong lòng mình nửa thôi quên cha cái cô dạng kiều này cho rồi, thì mình đi tại vì mình tìm cách mình nặng nề, mình khổ sở, mất ăn mất ngủ mà mình bị không tiện nổi, mà mình rất là đau khổ. Một mặt trách nhiệm với con cái, bản thân mình cố gắng mình giữ con người mình cho mạnh mẽ, mình cứ tập thể dục, mình làm này làm kia để cho đừng có sợ, đừng đạp mình xuống hố. Đối với vấn đề, thưa thầy, con ngắn gọn thôi. Trong cái gia đình đôi khi, đứa con không biết ai bắt đầu trước. Tại đôi khi, người phụ nữ có tiếng nói hơn là mình. Chỉ nhìn cha con, thưa thầy, cha nói, con nghe được. Nhưng đôi khi vợ chồng ở bên này hơi khó. Không phải như bên nhà mình nói ra cả lời nói mai xuân, tức là người phụ nữ đấy hàng ngang hơn mình như vậy, thì đôi khi muốn làm lành, đặt hỏi là chừng nào làm lành, đủ điều kiện để làm lành hay chưa. Thứ nhất và thứ hai, ai làm lành trước, đã ai còn tự ai trước như vậy, cái thầy cứ giúp sao mà có sức mạnh mà có thể là người bắt đầu trước. Thế đôi khi cái chuyện đó xúc phạm nặng quá, không biết là ai bắt đầu trước. Còn vấn đề đó có đến mức đã đến chín mùi để bắt đầu hay chưa? Mà thực sự ra nếu kéo dài hoài thì sẽ bệnh. Này có vẻ giống như là chưa chiến đấu mà đã muốn đầu hàng. Đó là chú bạn, thái độ chú bạn.
trong cái từ điển của đạo Phật đó cũng có cái danh từ xong không có cái danh từ gọi là không làm được, cái gì cũng làm được, tình trạng có xấu cách mấy đi nữa thì với cái chánh pháp mình đều có thể chuyển hóa được. Mình có những cái nỗi khổ niềm đau ở trong lòng, cái điều đó là sự thật. Mình nghĩ rằng không thể nào có được niềm vui và mình không thể nào chuyển đổi được tình trạng, cái đó là cái thấy của mình. Nhưng mà đứng ở một góc độ khác mà nhìn thì mình có thể thấy nó khác. Chính mình mà mình không có hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của mình thì làm sao mình lại hiểu được cái nỗi khổ niềm đau của người kia. Và nhất là khi mình nghĩ rằng là chỉ có mình khổ thôi, người kia không có khổ, người kia không có khổ, người kia chỉ làm cho mình khổ thôi. Đó là một cái nhận thức rất là sai lầm. Thành ra cái chìa khóa là chỗ nhìn người kia mà thấy được cái nỗi khổ niềm đau của người kia là rất là quan trọng. Người kia có những nỗi khổ niềm đau có thể là lớn hơn những nỗi khổ niềm đau của mình. Mình chưa thấy được. Nếu mình thấy được thì mình tội nghiệp và mình sẽ phát ra cái ý muốn làm cái gì đó để cho người đó mất khổ. Người đó có thể không có dễ, bây giờ không có dễ chịu, không có tươi mát, không có khả năng nói được những cái lời nói nhẹ nhàng thương yêu, không có khả năng nhìn mà còn cặp mắt dịu dàng thương yêu như ngày xưa. Và mình tưởng đó là cái lỗi của người đó. Nhưng mà mình là một cái yếu tố tạo ra cái đó. Người đó lúc ban đầu là một đóa hoa rất là xinh, rất là mát, mà sở dĩ người đó bây giờ trở thành như vậy đâu phải là lỗi của người đó không? Nó lỗi của mình một phần nào đó. Mình phải thấy cái điều đó. Khi mà mình trồng, mình trồng xà lách, mà nếu xà lách nó eo ọt, nó có chịu lên thì mình đừng có cắt cái cây xà lách. Mấy cái cây xà lách này nó tệ quá đi, nó có chịu mọc lên sân thuộc. Mà sự thực tại mình không có biết trồng, mình không biết chăm sóc, không biết tưới tẩm, và mình tắt cái cây đó là không có được. Mình phải tắt mình. Thì cái người kia là cái bông hoa của mình, cái cây xà lách của mình. Mà nếu cái cây hoa của mình nó héo, cái cây xà lách của mình nó héo là tại vì mình phải thấy như vậy. Cái người kia là cái cây của mình trồng, mình là người trồng. Mình làm ăn như thế nào để cho cái người kia héo, không có tươi, không có ăn. Phải nhận trách nhiệm. Cho nên phải trở về bản thân, phải thấy được nỗi khổ niềm đau của mình. Ở trong đó nó có những cái nhận thức sai lầm. Cái nhận thức sai lầm đầu tiên là chỉ có mình khổ, người kia không có khổ. Nhận thức sai lầm thứ hai là nỗi khổ niềm đau của mình không phải do mình làm ra, do người kia làm ra. Nhận thức sai lầm thứ ba là tình trạng như vậy rồi không thể nào cứu chữa được. Mà bao nhiêu là tri giác sai lầm như vậy. Thành hai cha con phải ngồi với nhau, hai cha con phải thở, phải đốt lên cái hương tuệ, hương định, hương giới,
niệm định thì mà thấy được cái vai trò của mình và thấy được cái khả năng của mình có thể thay đổi tình trạng. Phải có một cái chiến thuật, phải có một phương pháp. Hai cha con có thể thiết lập ra một cái chương trình, một cái chiến thuật để có thể tái lập lại cái niềm vui, cái niềm tin, cái hạnh phúc của mình, rồi giúp cho mẹ của cha. Và hơn nữa, mình có thầy, mình có tăng thân, mình có bạn, mình phải biết sử dụng cái năng lượng vĩ đại đó để chống đối cái tình trạng của mình. Và đối tượng của sự thực tập của mình không phải ở chùa, mà chính người đó. Nếu mình tu giỏi, mình chuyển hóa cái người kia trở thành bụng hóa tươi mạnh trở lại. Mà chuyện này ở ngoài đời họ đã làm được, những người không bất tử họ đã thực tập được. Tại sao mình muốn thực tập được? Mình có rất nhiều điều kiện để có thể thành công. Đừng có thái độ chủ bài. Mình tu không phải là tu ở chùa, mình tu ngay ở trong gia đình của mình, mình tu ngay ở trong những cái hoàn cảnh hiện tại của mình. Mình không có trốn chạy. Cái chuyện ly dị mình tưởng ly dị xong là khỏe, không có đúng đâu. Mình không bao giờ có thể lấy người kia ra khỏi mình đâu. Người kia tiếp tục ở trong mình. Giống như cha dành con đó, con dành cha, con dành cha cho đến nỗi rằng là không có muốn có gì liên hệ với cái ông đó nữa. Nhưng mà làm sao lấy cha ra khỏi mình được? Trong mỗi tế bào, trong cơ thể mình đều có cha hết. Lấy cha ra khỏi mình thì mình chết thôi. Thì cũng vậy, dành cha không có thể lấy cha ra khỏi mình được. Thì hai người bạn hôn phối của mình đã sống với nhau biết bao nhiêu năm, đã có được một đứa con, hai đứa con. Người kia đang ở trong mình nói rằng là mình ly dị để không còn có gì dính líu với người đó, không có được. Cái giấy tờ ly dị nó chỉ là cái giấy tờ thôi, sự thật nó rất là khác. Người kia sẽ ở với mình suốt đời, ở trong gia đình của mình. Cho nên cái cách hay không phải là lấy con dao để cắt, không bao giờ có thể cắt được. Cách hay là phải chịu hòa. Và mình có tăng thân, mình có buộc, mình có pháp, mình có tăng. Thì sử dụng ba cái lực lượng đó, ba viên ngọc quý đó để làm lại cái cuộc đời của mình. Để cho con mình nó có niềm tin. Để cho cháu mình nó có niềm tin. Câu hỏi khác. Kính thưa sư ông, có một câu hỏi là, có lẽ là nó dính đến các cháu nhiều hơn, và con cũng chưa có một câu trả lời là cho nó hay. Tức là làm sao giải quyết cái mâu thuẫn giữa cái lối sống của đạo Bụt, tức là hiểu dục và tri túc, trong cái xã hội mà nó cần cái có quá nhiều cái cám dỗ về vật chất như là iPad, iPhone, và thứ hai nữa là phải trong cái xã hội đó, nó cần cái sự cạnh tranh đó để tiến thân đó, phải có cái sự túc cùi trò lẫn nhau đó. Thì mình giải quyết như thế nào cho hay giống chuyện như vậy. Xin cảm ơn sư ông. Cái này mình có thể tìm thấy câu hỏi trong năm giới. Five mindfulness training. Mình phải có tuệ. Mình phải có cái thấy cho nó sâu.
Cái thấy trước tiên mình phải có là cái thấy về hạnh phúc chân thật. Mình có quyền có hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc này phải là hạnh phúc thiệt. Thường thường người ta nghĩ rằng hạnh phúc thiệt là chỉ có thể có được khi mình đứng ở trên cao, leo lên được cái đỉnh cao của xã hội, tức là phải có địa vị, phải có quyền thế, phải có nhiều tiền. Nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy có những người đứng trên đỉnh của danh vọng, của tiền bạc, của uy quyền, những người đó chưa hẳn là đạt phúc. Có những người đi từ từ, trong khi có những cái người ít tiền, không có danh vọng, không có quyền thế, không có cạnh tranh mà vẫn sống hạnh phúc như thường. Mà có tình thương và có sự hiểu biết. Ở làng Mai có nhiều vị xuất sĩ và có nhiều vị cư sĩ, thì không có ai có trưng một ngân hàng riêng, không có ai có xe hơi riêng, không có ai có laptop riêng, không ai có lương tiền riêng, mỗi tháng có vài chục euro để sử dụng vào việc ví dụ như mua kem đánh răng này kia kia nào, rồi gọi một cú phone về thăm gia đình. Nhưng mà có rất là nhiều hạnh phúc, không có lo lắng nhiều, tại vì mình nương tựa vào tăng thân. Và mình thấy cái hạnh phúc của mình là hạnh phúc của tăng thân. Mình không có tương lai riêng, tương lai của mình là tương lai chung của tăng thân. Có rất nhiều tình vấn đề nó bền hơn cái tình kia. Romantic love là nó ngắn lắm, nó đẹp thiệt nhưng mà nó yếu. Chính trình công sở cũng nói này, tình bạn nó bền và nó khỏe mạnh hơn tình yêu. Thành hạnh phúc có thiệt, có thể có thiệt là khi mình có tình vấn đề, mình có hiếu, mình có thương, dầu mình sống một cuộc sống đơn giản hơn. Mình tiêu thụ ít, mình không có làm ô nhiễm cái sinh môi, mình giúp được nhiều người. Trong khi đó thì hạnh phúc của mình rất là nhiều. Thành ra mình phải quán chiếu như vậy để mình thấy rõ ràng rằng cái hạnh phúc chân thực là phải được làm bằng cái hiểu, cái thương, cái tình vấn đề. Và khi mà các cháu nó thấy được điều đó, nó ngộ được điều đó, thì nó sẽ không có chạy theo thời thượng đua đòi phải có được những cái mà người khác có, mà nó bằng lòng và nó có thể dạy cho những đứa khác. Và các bạn đang chạy theo ao ảnh của hạnh phúc, tôi đang có hạnh phúc thật. Và mình có thể nói cho các bạn biết cái hạnh phúc thật của mình nó như thế nào. Và mình phải có hạnh phúc thật trước khi mình nói với những người khác. Nó phải thấy mình tươi mát, an lạc, thanh thơi, thì mình tiếng nói mình mới có cái sức mạnh. Muốn cho các cháu nó thấy được và nó tin mình thì cha mẹ phải sống như vậy, phải sống an lạc, hạnh phúc, có tình thương, có hòa điều. Phải chứng tỏ cho các con biết rằng mình có thể sống hạnh phúc,
mà không cần phải có nhiều những cái điều kiện vật chất. Thì mình thuyết pháp bằng cái đời sống của mình, cái đó gọi là thân giáo, chứ không phải là chuyện năng lực. Và khi mà mình sống được như vậy thì các con mình sẽ thấy rằng những cái phù phiếm, những cái phù hoa kia nó không phải là gốc vật, các con mình sẽ vượt lên được, nó sẽ là sự tiếp nối đẹp đẽ của cha và của mẹ. Là ví dụ như là tên tôi đâu có ai phone có lâu gì đâu, nhưng mà tôi truyền thông với các đệ tử cũng có khá, có nhiều người đệ tử thầy trò suốt mấy chục năm không có giận nhau, đôi khi thầy chưa nói mà trò đã hiểu được, thì đệ tử đã hiểu được thầy muốn, rất là hay. Và thầy trò là dáng kiều của nhau. Mình sống như thế nào để dáng kiều đừng có bỏ mình mà đi. Thì trong phòng của thầy có chụp một cái hình, bao nhiêu dáng kiều của thầy đều có trong hình đó. Trước khi ngồi thiền, nhìn các dáng kiều của mình chút, mỉm cười, rồi nói rằng mình sẽ ăn ở, mình sẽ nói năng, mình sẽ cư xử như thế nào để những dáng kiều này ở lại với mình mãi mãi. Con đừng lớn nữa, thầy đừng đi. Vậy đó, thì quý vị cũng vậy. Những người trong gia đình mình đều là những dáng kiều của mình. Mình phải sống theo năm giờ để cho những người kia còn ở lại. Và mình có một thông điệp để gửi cho thế giới. Thông điệp đó là chúng ta có thể sống hạnh phúc mà không cần phải tiêu thụ như là những người khác. Và thông điệp đó không phải là thông điệp viết xuống giấy hay là ghi trong băng, mà thông điệp bằng sự sống hàng ngày của mình. Là mình nếu sống được như vậy thì mình có thể thức tỉnh những người khác và giúp cho họ đi theo một cái hướng mà có thể cứu hộ được cái hành tinh của mình và cho tương lai một cái, cho thế hệ tương lai một cái hy vọng. Mười hai giờ rồi. Ngài nói tăng thân ở Paris muốn hát một bài phải không? À, thôi lên đi.